anh em. Top 10 đẹp nhất bông sen, Happy Land đẹp nhất, có anh em cắt vào. Và anh em cùng anh em Tô Nam Á và Happy Land vào một vòng buổi offline ngày hôm nay á. Go! Anh em, đây là một góc quay rất là lý tưởng dành cho anh em đam mê. Hôm nay Đông Nam Á đi xa, phạm quốc chí 15 quận 5 120, phạm quốc chí 15 quận 5 lại tiếp tục đồng hành cùng anh em. Và đây là một cái góc quay từ trên cao xuống, chúng ta có thể thấy hết tất cả những đường chạy và những cái đam mê của anh em ta. Và tôi xin mời anh em thưởng thức góc quay quý vị có thấy không? Đam mê thì không bao giờ phân biệt tuổi tác, dù là người lớn hay là nhỏ, chúng ta đều có một niềm đam mê, đó là rap. Và hôm nay sau lưng khôi là những khán giả rất là nhỏ tuổi cũng như là khán giả rất là lớn tuổi, chúng ta có một niềm đam mê. Và quý vị có thấy là cuộc vui của offline anh em Đông Nam Á thật là vui phải không quý vị? Vui. Yeah.
Úp like và chia sẻ nha anh em ơi. Hai ba, úp like và chia sẻ nha anh em. Xin mời nhà tài trợ mua cùng xe máy. Một IC là của LC 135 IKK. Đó là những phần quà dành cho hệ 135 150. Các bạn ơi, vỗ tay lên.